tại mở bậy đó hả? Đừng cho bạn Minh Quân trong giai Đường Minh Hoàng và An Ngọc Sơn, bạn Lê Phương trong giai Dương Quý Phi. Xin mời quý vị và xin một tràng pháo tay thật lớn cho chất đoạn tinh sử Dương Quý Phi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hoàng thượng vừa ban tặng cho người chiếc khăn ngọc. Đúng vậy, hoàng thượng vừa ban tặng cho ta một chiếc trăm vàng. Đây là một món quà của sứ thần Nam Cực đó. Thật là đẹp. Mẹ, không nào, em hãy nói cho ta biết tin của ai tướng quân. Chàng giờ này đã xong, chàng đã đi đâu? Đã đi đâu mà mười mấy ngày nay vẫn tinh hồn vàng? Dạ, nhưng em nghe nói anh tướng quân đã đi lĩnh nam rồi. Yeah.